Chào các bạn yêu mến, thân thương. Bây giờ đang là buổi sáng Chủ nhật ngày 27 tháng 10 năm 2024 tại thành phố Wichita, tiểu bang Kansas, Hoa Kỳ. Đây là nơi nằm ngay chính giữa của nước Mỹ, tiểu bang Kansas, rất là bằng phẳng các bạn ạ. Bằng phẳng giống như bãi cỏ trước mặt mà các bạn thấy ở đó. Không lên dốc xuống đèo các bạn ạ. Tiểu bang Kansas rất là bằng phẳng. Góc nhìn Lê Phú Dũng xin kính chúc các bạn yêu mến, thân thương một ngày Chủ nhật vui vẻ, hạnh phúc và tràn đầy năng lượng, lạc quan yêu đời các bạn nhé. Thưa các bạn, hôm nay chúng ta nói về đề tài người đẹp Hải Phòng tố cáo chế độ độc tài tham nhũng như thế nào các bạn nhé. Chúng ta hãy cùng nhau lắng nghe thật kỹ, thật là kỹ các bạn nhé. Thưa các bạn, người đẹp Hải Phòng là một người được sinh ra và lớn lên trong chế độ độc tài đó. Cho nên, nàng rất hiểu rõ chế độ độc tài này, hiểu rõ từng chân tơ kẻ tóc của tất cả các quan chức của chế độ độc tài này, các bạn ạ. Sau đây, chúng ta hãy cùng nhau lắng nghe người đẹp Hải Phòng tố cáo chế độ độc tài tham nhũng như thế nào, các bạn nhé. Là bà ta bảo rằng là bà ta chơi trò chơi pháp lý, và nữa là bà ta chơi không chơi được trò pháp lý thì bà ta chơi trò xã hội đen. Và Dung hôm qua Dung bận suốt một ngày và đến ngày hôm nay thì vẫn bận, nhưng mà Dung không lên chia sẻ được. Và Dung thực ra thì tại sao Dung không có đủ, có nghĩa là mình không muốn chia sẻ là vì mình nhìn thấy là mình gặp một con rồ, có nghĩa là nó cũng như một con, phải nói là con điên, con rồ, con mẹ theo kiểu mà đúng thật. Tự dưng là mình lại đi, mình nói, mình phân tích phản biện một con hâm mà cả đất nước, cả quốc gia thì phải nghe một cái con mà nó như kiểu mắn làm sao anh chị em. Thế nhưng mà cái đám tàn quân của chúng nó là hiện nay là vẫn tấn công Dung mà mày sợ rồi. Tôi nói thật luôn, anh chị em nói từ chất nhất định thì càng ngày càng thấy ghê tởm và càng cảm thấy khinh, và càng thấy là nếu như mình chỉ gọi là mình chia sẻ để cho, không phải chia sẻ cho nó và đám tàn quân của chúng nó nữa, mà chia sẻ cho tất cả những anh chị em bà con cô bác trên cả nước nhận thức được việc đúng việc sai, và đặc biệt nữa là để cơ quan chức năng để vào cuộc thật nhanh, để đi tù nhanh cho đất nước được bình yên. Cái thứ nhất là sao, bản thân nó đều biết rằng là cơ quan chức năng, cơ quan công an nó cần một quy trình, và nó đã từng đi tù rồi, nó lại có tiền án tiền sự đấy. Và cái điều mà nó muốn làm mẹ thiên hạ, nghĩa là ra tù muốn làm mẹ thiên hạ, mà mình là một tù nhân, lẽ ra là một người bình thường ấy, một người bình thường, một người gọi là kẻ cả là hồ báo cáo trồn luôn, là đã ra tù rồi mình xác định là mình phải ngoan, mày đi tù nó nhục nhất à. Thế nhưng mà bản thân trong tâm tư của nó là nó không cam tâm, nó không chấp nhận điều đấy, cho dù sự thật nó đã diễn ra rồi, dẫn đến là nó cứ mâu thuẫn nội tâm, lúc thì có ai đó khuyên rủ, hoặc lúc đó nó nghĩ đến cái việc cái cảnh nó vào trong tù, thà là nó đã thấy là nó khốn nạn khốn khổ rồi thì nó lại bảo nó thôi live stream, xong nó thôi bình yên hạnh phúc của mình hơn nhiều người khác, sau đó mình đi làm từ thiện. Nhưng mà một mặt khác lại không cam tâm, hoặc ai đó kích đểu mình một câu, ai đó nói mình một câu, mình nghe tiếng một cái là lại
rồ lên, xong đặc biệt những đứa nó khen mình một cái mình cứ tưởng lại mình lại được lên ngôi, xong nó lại lên phát rồ phát dạng, xong là nó quay sang lại cái tính côn đồ đi chửi bậy nói láo mất dạy. Rõ ràng là một bà chủ gọi là cả một công ty, một doanh nghiệp, cả một bà chủ của một đại gia nghìn tỷ, cả ông viên kim cương nghìn tỷ, đúng không anh chị em? Cho nên Dung nhắc tất cả những anh chị em một câu nói như thế này, có thể các anh chị em nào nhớ, các anh chị em phải nhớ rằng trên đời này mình có thể là mọi thứ đã có thể dối trá được, và mọi thứ nó chỉ là vật ngoài thân, tất cả mọi thứ trên đời này chỉ là vật ngoài thân, từ tiền bạc, từ kim cương, từ vàng bạc, hay là từ hạnh phúc, hay là tất cả mọi thứ, và kể cả là cái việc đấy đều có thể giả được. Nhưng thứ mà không thể giả được đó chính là nhân, đó chính là gì đó, đó là học thức các anh chị em, đó chính là kiến thức và trình độ. Và đằng sau khi có kiến thức trình độ rồi, đó là đạo đức và trí tuệ của một con người. Cho nên là trên video này Dung muốn tất cả những chị em, đặc biệt là phụ nữ, khi xem video của Dung là chúng ta không nhất thiết chúng ta phải tham lam, hay là nhìn thấy kim cương phải máu, phải thích. Đối với Hoàng Kim Dung, kim cương hay là vàng bạc nó chỉ là vật kỷ niệm thôi. Tôi không bao giờ tôi dùng không đeo. Và nếu như tôi nói điều này có thể là các anh chị em nào đó thì lại bảo là mày ghen tị, mày không có. Nói thật luôn anh chị em, bởi vì với bản thân tôi á, tôi luôn luôn có một suy nghĩ là bản thân mình sinh ra là phụ nữ, mình đã đại diện cho một cái đẹp rồi. Đó là một viên kim cương của cha mẹ mình rồi. Và viên kim cương này có tỏa sáng hay không, đó là do chính mình. Có nghĩa là do cái cách mà mình tu luyện, học tập đạo đức và trau nhồi kiến thức trình độ. Và viên kim cương này nó sẽ tỏa sáng vĩnh cửu luôn, không ai có thể lấy được đi. Và đó là viên kim cương sáng giá đắt nhất. Cho nên tất cả chị em phụ nữ đã sở hữu một viên kim cương. Viên kim cương này giúp chúng ta là sao tích lũy kiến thức, tích lũy đạo đức và trí tuệ, và nhận thức đúng, và kể cả trong quá khứ có sai, nhưng chúng ta hoàn toàn có thể sửa sai để trở thành một người có giá trị nhất. Và nó là một viên kim cương vĩnh cửu nhất. Mọi viên kim cương trên đời này nó đều định giá được và đều có thể bán mua được. Nhưng cái viên kim cương của chính mình là viên kim cương vô giá nhất. Và hãy sống thế nào để xứng đáng với bản thân mình. Rồi anh chị em, rõ ràng là một bà chủ là có những viên kim cương, cả rổ kim cương. Và rõ ràng là một bà là tổng của các loại bà tổng. Thế mà cuối cùng là trò chơi luật pháp đã sai rồi. Đến bây giờ đã sai rồi. Và lại sai tiếp. Và thực tế luôn là cơ quan công an đã gửi tất cả công văn của các nơi để đến xử phạt trước đã. Có nghĩa là xử phạt hành chính trước đã. Xử phạt hành chính đối với công ty của bà ta nhé. Với cái buổi talk show hôm đó diễn ra thôi. Chứ còn bản thân bà ta đã có tiền án tiền sự rồi. Và đấy chính là việc mà người ta bắt lúc nào thì bắt. Đấy là cái ngu ngốc nhất của một người phụ nữ, của một người đàn bà. Và cũng chia sẻ với tất cả những anh chị em chủ đề này nữa. Để mình đi sâu hơn nữa. Và bởi vì sao? Bà ta lại còn quay ra bà ta chơi trò là xã hội đen. Thực sự mình khinh bỉ à? Bởi vì quốc gia Việt Nam mình có luật pháp, và đến bây giờ đã dẹp dần xã hội đen. Và tôi khẳng định với cái đời của bác Tô Lâm này là sạch xã hội đen luôn như Trung Quốc. Có nghĩa là sao? Đất nước sẽ không còn nữa. Và đặc biệt là nếu như chúng ta là một con người biết nhận thức, biết cách đúng sai, hận thù nó đã chả làm cho cuộc đời của chúng ta tốt hơn cả. Bản thân tôi chia sẻ tôi không còn hận thù bà ấy nữa. Nhưng có điều là bà ta nợ tôi một lời xin lỗi trong cái vụ găng tay bái vu khống cho tôi. Với cả muốn chia sẻ với tất cả những anh chị em rằng là tôi có một nhiệm vụ và trách nhiệm. Đó là sứ mệnh của đời tôi, là tôi phân tích, tôi chia sẻ về tư duy đúng cho bà con cô bác. Về bản thân tôi là người làm trong lĩnh vực luật pháp, luật tranh chấp kinh tế, luật bất động sản, cho nên là tôi làm lĩnh vực luật, là luật này nó rất là khó, nó bao gồm cả một rừng luật, tôi không có thời gian để tôi có thể chia sẻ. Nhưng có thể là trong một cái nghiêm lợ, mọi điều nó diễn ra đều có lý do của nó, cho nên tôi bị đụng vào cái găng tay đều như bà ấy, xong cuối cùng là bà ấy vu khống cho tôi, cho nên dẫn đến được cuộc đời của bà ấy là bị. Bản thân tôi cũng là một người để giúp cho bà ấy là giúp một cái phần sứ mệnh của bà ấy, vì dân là vào trong tù, ở trong tù chung thân cho đất nước bình yên, cho người dân nó được thật sự là hạnh phúc. Chứ còn bản thân bà rồ dại lắm rồi bà ơi, bởi vì bản thân bà đã sai về mặt luật pháp thì bà đã sai, bà phải chấp nhận đó là sai. Chứ bà cứ mở mồm mà đi tù vì dân, vì nước, người dân và đất nước này không cần ai phải đi tù thay à? Đúng anh chị em mình, người dân đi tù, tù nhân ở trong tù là người dân đều phải trả tiền. Nhưng anh chị em đều tốn tiền tốn của người dân. Cho nên bà đang mắc nợ người dân là tiền ăn tiền uống ở trong tù. Mà thậm chí luôn bà đi bà tuyên truyền cái đạo đức tha hóa biến chất. Như vậy nó ảnh hưởng rất nhiều đến trẻ em, lớp trẻ, đến người dân. Còn tôi biết là có rất là nhiều người bất chấp mọi thủ đoạn chửi tôi biết thế. Nhưng mà tôi tự tin, bởi vì tất cả những điều tôi nói đều là đạo đức và là luật pháp và tư duy đúng của con người. Và có thể là những ngày hôm nay các bạn chưa nhận được ra bạn chửi tôi, nhưng không sao hết, giống như các anh chị em quay xe cũng thế.
Nên là đến khi anh chị em quay xe mới biết là lý do vì sao mà Dung quay xe. Tôi quay xe mà tôi không quay xe bình thường, mà tôi quay xe một cách mãnh liệt luôn. Bởi vì tôi quay đầu, bởi vì bản thân mà anh chị em biết là sao. Bởi vì tôi là một người đúng, mà trong đó bà vu khống cho tôi, mà rõ ràng là đúng là đúng, sai sai, đen đấy đen, trắng là trắng, không màu nâu. Mà cách bạn làm một việc giống như làm mọi việc. Chứ còn bây giờ là khi bà ấy dở trò xã hội đen, thật sự luôn tôi cảm thấy khinh luôn. Bởi vì nó thực sự cuộc chơi nó không đáng để mình chơi. Mình phân tích một tí thôi để cho bà con cô bác, vì tôi phân tích nó không mất thời gian, vì tôi chỉ cầm cái điện thoại lên là tôi nói. Mà tôi nói không cần sách vở, không cần cái gì, mà tôi nói hàng nghìn video, không bao giờ có chuyện một video nào đó vi phạm pháp luật cả. Một ngôn từ của Hoàng Kim Dung không bao giờ vi phạm pháp luật. Tôi đã từng tuyên bố rằng là gì ạ, là kể cả cho đối thủ đi tù 1.000 năm, không bao giờ tôi đi tù 1 ngày, vì đó là kỷ luật của tôi, kỷ luật tạo ra sức mạnh. Cho nên là bản thân tôi không giúp bà đi tù cả, bản thân bà ấy tự cho bà ấy đi tù. Các anh chị biết đến bây giờ công văn của Bộ Công an đã có, công văn của Công an đã gửi đến là Bình Dương rồi. Và toàn bộ các sở ban ngành đều biết được các buổi mà bà ấy đã vu khống những cái câu chuyện không có thật. Có nghĩa là sao, như tôi nói với anh chị em biết là ba cái tội của bà ấy có là không thoát được. Và đến bây giờ bà ấy tưởng là chưa bị bắt, là chưa bị bắt, giống như cái vụ đầu tiên chưa bắt. Cứ suốt ngày bắt nhốt tôi đi, bắt được bao lâu, bắt được bao giờ. Xong cuối cùng bắt thì gào thét lên, xong ra tòa thì khóc lóc. Xong đi ra tòa, bảo một mình em ra tòa. Xong cuối cùng ra tòa một mình khóc thôi. Xong mà van xin, nhục không? Các anh chị em, cho nên là sao, mình phải có kiến thức, mình đúng. Cái sai thứ nhất của bà là bà vu khống cho trại giam An Phước. Cái việc không đúng sự thật, có nghĩa là không có kiểm chứng. Đã nói không có kiểm chứng, mình lại nói trên không gian mạng là sai. Kể cả việc đó có thật thì chăng nữa, nhưng mình chưa có căn cứ. Mình nói ra mình chưa giết được người ta, mình chưa đập được người ta là mình đã toang rồi. Đấy là đầu tiên. Và trại giam An Phước, mà trại giam An Phước là của Bộ Công an, là người ta chỉ ra công văn thôi là mình toang thôi, chứ không cần phải cơ tác về kiện. Các anh chị em đừng có sai lầm nghĩ rằng bộ cái nơi mà cơ quan pháp luật thuộc nhà nước người ta không cần kiện. Dung làm trong lĩnh vực luật pháp, bất kể một cái gì nói ra nó là tư duy luật và tư duy đúng luôn. Đấy các anh chị em nhá. Có nghĩa là sao, trại giam An Phước này không cần phải kiện tụng gì cả, là chỉ cần một công văn thôi, người ta họp một cuộc công văn thôi là bà ta đã sai rồi. Và vụ này nếu không đi tù nhá các anh chị em, thì phải lo lót á, cũng sạt nghiệp luôn, tôi đề luôn anh chị em, đấy là ngu người. Bà ta phải bỏ tiền đi từ thiện để gì, để đầu tư đi từ thiện, để cho người ta biết là mình đi từ thiện để tử tế với người dân, nhưng cuối cùng là mất những khoản tiền mà ngậm đắng nuốt cay mà không chịu được. Mà tôi khẳng định với anh chị em là sao, lo lót còn sạt nghiệp mà rất dễ là lo lót không nổi luôn, vẫn phải là lo lót không nổi luôn, vẫn phải đi. Mà tôi khẳng định với anh chị em là sao, lo lót còn sạt nghiệp mà rất dễ là lo lót không nổi luôn, vẫn phải khoản tiền mà ngậm đắng nuốt cay mà không chịu được. Mà tôi khẳng định với anh chị em là sao, lo lót còn sạt nghiệp mà rất dễ là lo lót không nổi luôn, vẫn đi từ thiện để tử tế với người dân, nhưng cuối cùng là mất những khoản tiền mà ngậm đắng nuốt cay mà không chịu được. Mà tôi khẳng định với anh chị em là sao, lo lót còn sạt nghiệp mà rất dễ là lo lót không nổi luôn, vẫn phải đi tù. Biết là mình đi từ thiện để tử tế với người dân, nhưng cuối cùng là mất những khoản tiền mà ngậm đắng nuốt cay mà không chịu được. Mà tôi khẳng định với anh chị em là sao, lo lót còn sạt nghiệp mà rất dễ là lo lót không nổi luôn, vẫn phải đi tù. Cái điều thứ hai đó là sao, vu khống cho một người nghèo đến với bà, mà từ một người nghèo để đến bà tưởng bà giúp trở thành một vịt tân. Và điều thứ ba nữa là bà ta còn có cái tư tưởng, và đặc biệt là tuyên truyền quảng bá ảnh hưởng đến người dân rất là nhiều về việc là xuống đường, có nghĩa là tạo cách mạng màu, lật đổ chính quyền. Đây là cái tội này, cái tội không thể tha thứ được. Với nhân danh của Đảng Cộng sản Việt Nam thì không bao giờ thoát được. Các anh chị em ủng hộ, chia sẻ live stream và chia sẻ video cho Hoàng Kim Dung, và chúng ta sẽ gặp lại trên một phiên. Thưa các bạn, rõ ràng người đẹp Hải Phòng đã có nói một câu, đó là phải lo lót sạc nghiệp luôn. Thưa các bạn, ý nghĩa của câu nói phải lo lót sạc nghiệp luôn, phải lo lót sạc nghiệp luôn, phải lo lót sạc nghiệp luôn, phải lo lót sạc nghiệp luôn.
là như thế nào? Thưa các bạn, ý nghĩa của câu nói phải lo lót sạc nghiệp luôn là như thế nào ạ? Đó là đại gia nghìn nghìn tỷ phải lo lót, phải hối lộ cho các quan chức của chế độ độc tài. Như vậy, những số tiền ngàn ngàn tỷ đó sẽ lọt vào túi của các quan chức tham nhũng của chế độ độc tài. Phải vậy không các bạn? Cảm ơn các bạn đã nghe và xem video này. Góc nhìn Lê Phú Dũng rất mong mọi ý kiến, đóng góp và bình luận của các bạn phía dưới video này các bạn nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo các bạn nhé.